Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, có nhiều cách để kiểm tra chất lượng của thực phẩm để tránh mua nhầm thực phẩm không an toàn hoặc bị nhiễm độc. Bằng mắt thường, chúng ta có thể lựa chọn một số loại thực phẩm sau sao cho an toàn nhờ những dấu hiệu cơ bản. Đây cũng sẽ là nội dung chính trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Cách chọn thịt gà. Khi mua thịt gà, bạn cần chú ý đến các sọc trắng và lớp chất béo dày trên ức gà. Nếu xuất hiện các dấu hiệu này, chứng tỏ con gà có nhiều hormone tăng trưởng và đã tăng cân quá nhanh, thịt này không tốt cho sức khỏe của bạn. Màu sắc cũng là một điều rất quan trọng cần lưu ý. Nếu thịt màu vàng thì nó không tươi, ức gà sống phải có màu hồng và không quá mềm. Phô mai. Để biết được bạn mua phô mai có chứa bột hay không, chỉ cần nhỏ một giọt iốt vào. Nếu có bột, vùng bị nhỏ sẽ có màu xanh đậm. Nếu không có bột thì là màu vàng hoặc nâu. Bạn cũng có thể để phô mai ở nhiệt độ phòng. Nếu chứa chất béo thực vật, phô mai sẽ có màu vàng. Còn phô mai tươi có thể có vị chua nhưng sẽ không thay đổi màu sắc. Mật ong. Đổ một ít mật ong lên bề mặt. Mật ong giả sẽ nhỏ từng giọt và ngay lập tức lan ra trên bề mặt, còn mật ong thật chỉ tạo thành một dòng chảy nhỏ. Nếu bạn thấy hương vị caramel, có nghĩa là mật ong của bạn đã được đun nóng lên. Nếu bạn có thể nếm được vị ngọt và thấy chúng ngọt sẫm quá mức, có nghĩa là mật ong này chứa đường. Rau củ quả đông lạnh, rau thì là. Kiểm tra xem một gói sản phẩm đông lạnh có tuyết hoặc miếng băng trong đó, tức là nó đã không được cất giữ bảo quản đúng cách. Còn để chọn mua rau thì là, chúng ta cần giữ bó thì là thẳng đứng. Nếu những chiếc lá rủ xuống hai bên, chứng tỏ nó đã bị héo. Thêm vào đó, nếu màu quá tối, thân cây quá dài, nghĩa là nó chứa nitrat. Các loại rau xanh lá tươi luôn có màu xanh lá cây tự nhiên. Cá. Để lựa chọn được cá tươi ngon, bạn cần chú ý những con cá có mắt sáng, mang màu đỏ tươi, da cá sáng như kim loại và vảy cá vẫn gắn chặt, không bị bong chóc. Ngược lại, cá ươn thì mắt đục, mang màu thẫm và da cá nhợt nhạt, vảy bong chóc. Thịt. Khi chọn thịt, bạn ấn ngón tay lên miếng thịt. Thịt tươi ngon phải có độ đàn hồi và làm mất dấu vân tay ngay lập tức. Ngoài ra, bạn nên cắt một miếng lớn và quan sát. Nếu thịt có màu tối bên trong nhưng có đường viền màu trắng, có nghĩa là hạn sử dụng của nó đã được kéo dài do các chất bảo quản hoặc chất phụ gia. Hoặc bạn cũng có thể kiểm tra bằng cách dùng khăn giấy thấm vào miếng thịt. Thịt tươi không để lại quá nhiều độ ẩm và máu trên khăn. Kem, sữa chua. Nếu bạn nghi ngờ về độ an toàn của que kem, khi mua về hãy để một que kem ở nhiệt độ phòng. Nếu nó chứa chất béo thực vật, nó sẽ đông lạnh lâu hơn và cuối cùng tan chảy thành chất lỏng. Kem có thành phần chất lượng tốt sẽ tan thành chất kem trắng dày. Sữa chua là sản phẩm của quá trình lên men sữa. Chất lactic acid làm cho sữa đặc lại và có vị chua. Vì vậy, để kiểm tra xem sữa chua có chuẩn hay không, bạn chỉ cần khuấy một muỗng sữa chua vào một cốc nước nóng. Sản phẩm kém chất lượng sẽ tạo ra các mảng vẩy trắng, nhìn như kết tủa, còn sữa chua ngon sẽ trở thành một chất lỏng dày đồng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những loại thực phẩm và thuốc bạn không nên dùng cùng nhau để tránh gây hại cho sức khỏe. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt.